bà trong nay riêng là dương tư trong điệp chun mình to mình ấy cứ chạy tôn tình nâng khăn sông sanai mình bán chia tất cả xít đặt stray mình nhé mình đào ai rồi được thằng thằng ngộ mình cứ khai đại bà chẳng mày chạy bà dương trong điệp chun stray mình nhé đòi rong ca bị phá hạ đòi chun đại đòi phá tất cả xít chia sau lượt tí mốc nâng đọc luôn mình đào ai rồi được thằng ngộ đã chỉ hai đi hai bàn và hai đi cài lang đòi ca pí mau mua được xiềng hay khai chi đọc buôn khai bị cài sản phẩm đọc một phí đã sẵn nơi mục tiêu cho nội dung của tạm đón cứ lưu play về tổng cùng thứ mấy song cắt từng mình chơi khăn mình chơi và phục bị xả xây nơi cái này cài hết bạn này đang thám muốn bước cài hết kế bạn khơi cho nội dung của bạn chỉ một tổ chân bị tiếc hỏi của bạn chọc cho nó mục tiêu sắp tay chun đồng đầy đỏ bạn thua cảm thiết dọc đọc đặt tất cả xít chia sau từ lưu cho nội dung mà nào ao yêu lệ rồi lui quên tìm mốc nâng đồng luôn hỏi từ bàn sạch nhất mình chun từ dân cru mình toàn nơi mình tìm về đặc của mạng mà cái ấy đồng thái cho nội dung cru khăn lứa nghiên cho mua điên sóc nà ra hệt sợi ở dụ sai sập đồng vị năm mục độ bộ chỉ bộ lực cầm hôn ấy chun sẽ là nơi chúng nó cả hai khăn lứa trong này chúng nó song say miên cho mua khi bị sật hứ thay giá phê pro ở dụ sai sập đồng buồn năm mục đồ bộ mình bật bật cọt sẵn nơi tiền lấy mở rối đọc phơi bị tổng cùng thầm mấy xong cắt từng mình chơi muối khăn mình chơi bằng tòa bì thôi sẽ cảm hiệp kia tựa xịt hói chung sống sai khăn lướt bàn kịch luôn bắt đòi sẽ bắt đập hiệp bà dương tam xong đây con sợi rồi bỏ sợi rồng cửa bàn này đang thám mù là hát đà chiên đo cả kia tựa xịt đi đây xa tại chân này đó một xong sẵn mà đài quạt mình bàn tước miên cũng nước ở cọt còn phóng phở bạc mà đài quạt đổi đi ôm mình đi thà trên con miền ở cầu nói là ta hay chỉ còn mình mai và chẳng bỏ ra nắng con hay chỉ sông sài dù hói còn tái sông đôi xa tái sông sài ở bàn vì chỗ này bàn nhiều tờ xít chia một nắng phải chỉ còn phô ra bàn mình ở còn mình bàn nói chẳng nên là cùng bàn đấy chẳng rồi bàn và dù mình to tiết cao với cả hai con trai chủ đầu cua bàn một đặc biệt mình đứng nơi còn cầu ba từng mình chơi muối lúc bực nơi bực ngày thì đọc pram khai vị ca mà cứ bực mình tại một đống sát tai lực một chân này đó ban tư mình ban tư mới sự trời đầu cứu nơi ai mình tìm vết bè cô sợ mặt liềm nút từ đầu ban sợ mặt cách đồng toàn khăn miền chơi của ca khọt luôn nâng một chun một xạ xuống nơi còn có ba tư miền chơi mùi tại mà đồng ý miền chân đá nó và chè tất cả xịt hói miền chân một mơ cái tiết hỏi con đang giảng mất mà còn tệ con đang trong sự tệ bài cho mình bà trong ai mà quạt đương nhiên mà pra tham nhiên ấy ót mà chú cá mà nước bay nó á chú cá quạt sẽ tệ mà nó vừa khắng quạt từ một pra thời cặp thời chạm thời vừa ấy đem pra cứ chậm đòi hỏi nước khơi và bên nước khơi sài luôn màu su sọc tục hỏi cứ quạt đâm luôn này thả và nâng bà nâng từ kỳ chạm chẳng quạt nâng bị cho mốc cho quân tình yêu kia chẳng tới và và chúng mình chung sống sáng trong bàn cùng khuôn bằng nọ xoắn nơi ạ tất cả thàn khăn mình cháy đàm bây có sáng sẵn mộng rưỡng mà chung tới tụi là cá đàm bây chặt cả tự tạm lợi cho bạn bà đi tập 4 nhưng khơi tập 4 khi chấn tự cả xin nó bị chấn khi hai là sinh hạ tại cầu cả là bởi tay anh ấy ở dự bàn sẽ đặt tại tự lưu mà hàng ở trong cuốn sợi giờ toàn bàn sẽ đặt tự lưu chậm lại xa phiệp bọc chung đại đó không ạ bà bởi tay bơ tam đừng cho bác cuốn sợi có thà lực lang thà một bìa khăn bóng nóng sông sân này mà này còn dù mình đang cho bác với tay dương khơi hai ca chạy sân này thuộc mình nóng bó rõ nóng bán từ xu sọc tục từ mưu nơi bà trời rô cừu nơi em tìm bếp to tèm đồn chẳng bác chứ quạt sân lành này mà bác tay bác quạt bóng bán bà ta xếp chạy bác tay rương không sử dụng dương bác đi cư một cuộc cài miền láng thì bà chàng kia ta bác bình tay sân bình là có bà cũng ừ. Tập trong cam trong kia cho mỗi kia đòi vị thế này bà quân lấy dương dương tam đồng dương chia bắt đó cứ grab chạy chê tăng một trăm mà tô mình cần đá không khai cần đá rồi khi mà tô chỉ tràn cường trả phí tràn nó cứ chỉ phơi chào ra cảnh bà tiệt à ca bị ngay đập bay khai về chặt cá cho năm pin còn đập làm tôi bị mỏng pin nên sam sợ nên tí nên khai cần đá miền cá cho bằng grab nên trụ kiện nứt chạy chê hàng một trăm rồi bỏ mình trả cho mua xuôi của sáu đại thuế chi phí cam không chấm bắp nơi chấm nát lồng đầy than được bọc lún thân được nông phun bảy tập bới sản cảnh đào miến còn đặc mang khai cảnh đàn loại cá tru biển sản cách mà được khơi mà tàu chỉ chở ăn cương bởi miền ai cái sản sông cỏ khác hai phía chở ăn cùng miền ai cái sản sông cỏ lại nơi chấm phun mua sản cách chuẩn mở bàn sản phẩm khác luôn bất chấp bàn từ tàu bên trong mà tàu được thằng lớn
ដោយមានឯកសារខ្លះគឺមានឯកសារខ្លះហើយក្នុងចំណោមម៉ូតូខាងលើគឺខ្លួនទិញដាច់បានចំនួន2គ្រឿងក្នុងមួយគ្រឿងតម្លៃ$150ចៃម៉ូតូអីថប25គ្រឿងតែម៉ូតូកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់2គ្រឿងសមានគឺសតែម៉ូតូប្រចាំចាមែន25គ្រឿងទេនឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯង25គ្រឿងចាគាត់ទិញដាច់ហ្នឹងគឺ2គ្រឿងមកតម្លៃ150ដុល្លារចាមិនដឹងម៉ូតូអីដែរ150បាទពីចឹងអាម៉ូតូដែលបានពីផលចោលកម្មវិញគឺថោកចាំដល់នេះខ្ញុំនិយាយបន្តសិនចឹងល្បីឈ្មោះសុយកសលហៅចិនពេលប្រអាយុ43ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរទីលំនៅភូមិប្រៃតាពើសង្កាត់ដាមៀនក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលហើយនៅព្រឹកថ្ងៃ15វិច្ឆិកានេះត្រូវស្ថិតក្រោមការចំណាត់ការរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីសម្រាប់គុំខ្លួនឬក៏មិនគុំខ្លួនបាទគឺថ្ងៃនេះតែម្ដងចា៎ថ្ងៃហ្នឹងកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបសម្រាប់ចា៎បាទតែតាមព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ទីតាំងខាងលើត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទទទួលផលចោរកម្មតាមមាត្រា399និងមាត្រា400នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលទៅតាមស្ថានទំនន់តោកជាក់ស្ដែងចំពោះវត្ថុតាមម៉ូតូចំនួន25គ្រឿងរួមមានម៉ូតូចំនួន25គ្រឿងនោះគឺម៉ាក Icon ផ្លាកលេខកណូកណូចាកណូបានន័យថាកដាលហ្នឹងឯងចាកណូ 1S3835 ម៉ាក Honda 125 ពាក់ស្លាកលេខកណូដែរកណូគឺកដាលហ្នឹងហើយ 1V2603 ម៉ាក Today ពាក់ស្លាកលេខ 1SK4338 ម៉ាក Honda C125 ពាក់ស្លាកលេខកញ្ចេះ 1D3507 ម៉ាក Scoopy ពាក់ស្លាកលេខកំពង់ស្ពឺ 1J8583 ម៉ាក Honda C125 ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1BY1485 ម៉ាក Honda 125ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1FX8665ម៉ាក Vel ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1BQ2676 ម៉ាក Viva ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AI9176 ម៉ាក Yamaha ចាំ Yamaha SZ ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1CK9527 ម៉ាក Scoopy ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1FE5097ម៉ាក Honda C125 មួយគឺគ្មានស្លាកលេខបាទអរគុណគឺថានេះគឺតាក់ទងទៅនឹងបាទស្លាកលេខម៉ូតូដែលបានវិផលចារកម្មអញ្ចឹងកញ្ញារាំងសីលើកឡើងមិញគឺថាតាក់ទងទៅនឹងស្លាកលេខមួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបបន្តទៀតព្រោះជួការបងប្អូនខ្លះដែលគាត់បាត់ម៉ូតូគាត់អាចដឹងបានហើយបើសិនជាយើងរាយរាប់បានគាត់អាចទៅអត្រាខណ្ឌខេត្តកណ្ដាលតែម្ដងចាទៅខេត្តកណ្ដាលនៅក្រុងតាខ្មៅបែរជាទៅខាងស្នងការអត្តការក្រុងតាខ្មៅអីចឹងណាអាចតែសួរគាត់បានខាងណាទៅអាចគេផ្ដល់ថាទៅខណ្ឌណាកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនត្រួតត្រាទេដូចជាមានដូចជាម៉ូតូ Viva ដែលមានផ្លាកលេខរត់ 16.1.012 បាទហើយមានបន្តទៀតម៉ូតូម៉ាណិចដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1FA4289 បាទម៉ូតូបន្តទៀតម៉ាក់ស្មាស់ដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1AV9528 ម៉ូតូបន្តទៀតម៉ាក់ Honda Vel ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1GM7089 ចាម៉ូតូបន្តទៀតម៉ាក់ Honda 125គ្មានផ្លាកលេខបាទម៉ូតូបន្តទៀតម៉ាក់ Today ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1FJ9965 ម៉ូតូបន្ទាប់ម៉ាក់ LED ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1CF2074 ម៉ូតូបន្ទាប់ម៉ាក់ Today ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1V0998 ម៉ូតូបន្ទាប់ម៉ាក់ Scoopy ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1DZ7699 ម៉ូតូបន្ទាប់ម៉ាក់ LED កូនទាគ្មានផ្លាកលេខម៉ូតូបន្ទាប់ម៉ាក់ Icon ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1AR0869 ផ្លាកលេខបន្ទាប់ម៉ាក Honda 125ផ្លាកលេខពូសាត 1D5125 បាទនឹងផ្លាកលេខចុងក្រោយ Honda 125បាទម៉ូតូសង Honda គឺផ្លាកគឺគ្មានផ្លាកលេខទេបាទអញ្ចឹងជួយយ៉ាងណាបាទព័ត៌មានបានត្រឹមសពសាជូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាគាត់ប្រហាក់ប្រហែលលេខឬក៏ចង់ដឹង
អាចគាត់ស្ដាយអីចាគាត់មិនថាគាត់ស្ដាយធម្មតាគឺគាត់ស្ដាយហើយអាចយ៉ាងនិយាយថាកលោមានបោះខ្លួនឯងនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់ជាជាបងប្អូនគាត់គាត់មិនភ្លេចទេរបស់ខ្លួនឯងផ្លាក់លេខខ្លួនឯងនៅចាំណាបាត់ហើយធ្លាប់ឈឺចាប់ធ្លាប់ស្ដាយគឺនៅចាំមិនភ្លេចទេអញ្ចឹងអាចទៅផ្ទាល់ព្រោះមាន5ខឿនដែរកលោមានរបស់យើងនៅក្នុងនោះបាទព្រោះមាននៅភ្នំពេញក៏មានផ្លាក់លេខខេត្តកតាខេត្តព្រៃវែងបាទគេថាសង្ឃគ្រប់ខេត្តដែរបានកំពុងតែនៅខាងខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅស៊ើបសួរដោយផ្ទាល់កន្លែងបើសិនជាបានវិញក៏ល្អដែរបាទគឺបានរបស់មកវិញបាទហើយក៏បើនិយាយតាក់ទងទៅរឿងនេះគឺយើងអបអរសាទរចំពោះសមាជិកដែលគាត់ធ្វើការឆ្មក់មកក្រាបចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មដែលគាត់ធ្វើការបញ្ចាំចំពោះរថយន្តក៏ដូចជាយានយន្តដែលគ្មានឯកសារបាទគ្មានឯកសារច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមានន័យថាពិចារណាគាត់បានផលពីចោរកម្មអញ្ចឹងហេតុអីបានគាត់ភាគច្រើនហាងប្រចាំមួយចំនួនគាត់រស់ស៊ីបែបនេះដោយសារវាងាយស្រួលហើយវាថោកអញ្ចឹងគាត់ពូតថាអសងឥឡូវហ្នឹងអសង017ចុះចាស់សង017បើសិនជាគាត់លក់ចាញ់វាអាចបាន1000ជាងដែរណា1400 1500ចឹងអញ្ចឹងគាត់ទិញពីផលចោរកម្មតា700ទេបាទ600 700ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចំណេញកប់ពពកចំណេញគុណទី2គុណទី3អញ្ចឹងគាត់រស់ស៊ីអញ្ចឹងគឺឆាប់មានឆាប់បានបាទប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាបើតាមឲ្យដឹងគេថាឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែនៅស្ថិតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តស៊ើបសួររបស់អង្គការក្រមឡាវគួរតបាទចាត់ការតាមច្បាប់សម្រេចឃុំឃាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏យើងមិនទាន់ដឹងដែរតែបើតាមច្បាប់មាត្រា399និងច្បាប់មាត្រា400នៃច្បាប់ក្រមព្រំតន់គឺជនសង្ស័យហ្នឹងត្រូវបានបាទចោទប្រកាន់ពីបទរកស៊ីខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងបងផាក់ភ្នៃ4លានទៅ5លានរៀលបាទទៅតាមស្ថានទំនុនទោសជាក់ស្ដែងបាទហើយយើងអបអរសាទរយើងគ្រប់គ្រងសូមឲ្យសមាជិកមានចំណាត់ការតាមច្បាប់ចុះតោឆែកឆេរទីកន្លែងទៀតឲ្យហាងចាំជាមេរៀនបាទឲ្យហាងចាំមួយចំនួនកុំហូស៊ីផ្លូវហ្នឹងអត់ល្អទេមានន័យថាបើសិនជាបងហូស៊ីខាងចឹងកំពុងតែបង្កលទ្ធភាពឲ្យថាអសន្តិសុខសង្គមមកព្រោះរាល់ថ្ងៃយើងដឹងស្រាប់ហើយជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងហើយថាថ្ងៃថ្ងៃបាត់ម៉ូតូបាត់តិចគ្រឿងហើយថាអង្គើឆក់ប្លន់ហ្នឹងនៅតែកើតមានបាទក្រុមនៅតំបន់មួយចំនួនជាពិសេសគឺនៅពើយប់តែម្ដងគឺស្ទាំងតាប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងគាត់បានដឹងបានជ្រាបហើយបាទនេះគឺជាផលលំបាកជាគាត់មានចំណាត់ការគ្រប់តំបន់បាទគ្រប់ខណ្ឌដែលគាត់គ្រប់គ្រងហើយជាពិសេសគឺគាត់ចង់ក្រាបកន្លែងទីតាំងហាងចាំហ្នឹងឲ្យជាក់លាក់តែម្ដងបាទថាតើគាត់ចាំរថយន្តក៏ដូចជាយានយន្តហ្នឹងមានឯកសារត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់អត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បាទអរគុណច្រើនយើងនឹងមានរឿងបន្តទៀតជារឿងក្តៅកពុកផងដែរក្នុងសង្គមយើងបាទតាក់ទងទៅនឹងហាង KTV នៅខាងផ្លូវ2004ក៏ហាង KTV ហ្នឹងគឺថាល្បីហ៎បាទគឺថាបន្ទាប់ពីមានការបិទឈ្មោះផ្កាយមាសមួយ KTV ហើយតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែទូជស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមានចំណាត់ការបន្តទៀតបាទប៉ុន្តែយើងមុននឹងជំរាបជូនក៏យើងមិនភ្លេចដែរដល់ចៅថងកម្មវិធីបាទដូច្នេះសូមជួបម្ចាស់កម្មវិធីបន្តិចសិន